Ai là cái người có được cái sự có được cái sự ưu điểm tốt nhất? Thì năm cái giác quan ở trên khuôn mặt của con mi bắt đầu mới chửi nhau. Thì trong đó là những cái giác quan như là tai, mũi, miệng, mắt và chân mày mới bắt đầu là cãi lộn với nhau để xem coi ai là người quan trọng nhất đối với con mi. Thì đầu tiên là cái miệng nó mới lên tiếng, nó kêu là trên khuôn mặt của con mi tôi là quan trọng nhất, bởi vì nếu như không có cái miệng của tôi thì làm sao mà con mi nó ăn được đấy mọi người, nó ăn nhét chép chép, nó nhai chọp chọp chọp, nó không ăn không uống thì làm sao mà nuôi được cái thân của cái con mà ham ăn ham uống này được, nên là cái miệng là quan trọng nhất. Thì sau khi mà cái miệng nói xong thì cái mũi mới nhảy vô. Trời ơi, nghĩ sao cái miệng mà quan trọng. Bà không thấy mỗi lần con mi nó ngủ, tuy nó há miệng ra nhưng mà nó hít thở một cái mũi, tuy nó chảy ke từ miệng ra nhưng cái mũi là cái nơi để nó tiếp thu oxy, nên là không có cái mũi thì con mi nó tắc thở từ lâu rồi, nên là cái mũi mới là quan trọng nhất. Đấy. Xong bắt đầu là cái tai nó mới nhảy vô. Trời ơi, mấy bà lại bắt đầu tầm bậy tầm bạ rồi, cái tai mới là quan trọng nhất. Bởi vì mọi người thấy không, lời hay ý đẹp là từ cái tai, nó lên nó bi cây là nó cũng lắng nghe những cái lời nói hay của mọi người, là phải nó nghe, nó không biết chữ, nó đọc thì cũng thế thôi, nên là cái tai là để tiếp nhận những cái điều hay của mọi người. Đó, nên cái tai là quan trọng nhất. Nè, xong lúc này là cái đôi mắt nó cũng nhảy vô. Trời ơi, miệng, mũi, tai không thể quan trọng bằng đôi mắt được. Không có đôi mắt thì làm sao mà ngày xưa nó đi thổi lửa mà thấy bô lích mà nó chạy được rẽ trái rẽ phải. Không có đôi mắt làm sao nó cầm 500 đô lên mà nó biết được là đô Úc hay đô Mỹ để nó đi nó đổi. Không có đôi mắt thì làm sao nó nhìn được người cha đang đứng trước mặt đó là một con người có cái hào quang của mười phương chư Phật mà giúp đỡ nó thay đổi cuộc đời. Nên đôi mắt là quan trọng nhất. Thế là cuối cùng chỉ có một cái giác quan duy nhất, đó chính là cái chân mày đó mọi người. Cái chân mày nó đứng im, nó không có miệng, không có mũi, không có gì hết, thì nó mới cảm thấy rằng nó thực sự là vô dụng và đối với mi chắc là không quan trọng gì cả. Thế là trong lúc con mi nó đang ngủ say thì cái đôi chân mày nó đã bỏ đi. Thì khi mà con mi nó ngủ dậy, mà người giật mình nó ngủ dậy, thì con người mà không có chân mày thì nhìn nó rất là tếu. Thì khi con mi nó soi gương nó thấy không có chân mày thì mặt nó cực kỳ là gọi là kinh kinh. Thế là nó quyết định là nó thấy sợ quá, nó mới đi chạy đi để nó tìm chân mày. Thì khi nó chạy đi thì nó mệt quá, mồ hôi nó tuôn ra. Thì khi mồ hôi tuôn ra không có chân mày để mà ngăn những cái giọt mồ hôi lại, thì nó chảy mồ hôi vào mắt làm cho mắt bị mù, nó chảy mồ hôi vào cho mũi làm cho mũi bị tịt, nó chảy mồ hôi vào tai và miệng làm cho tai bị điếc và miệng cũng không thể là hô hấp được. Thế cuối cùng là tai, mũi, miệng và mắt đều bị ảnh hưởng do không có cái chân mày. Thế cuối cùng là bốn cái giác quan kia mới nhận ra được rằng là những cái giác quan ở trên khuôn mặt đều quan trọng. Và tuy anh chân mày là im lặng không có làm gì cả nhưng lại đóng một cái vai trò rất là lớn. Đó chính là ngăn đi những cái giọt mồ hôi và làm cho tiết khuôn mặt nó được hài hòa hơn. Thì đây là một cái câu chuyện nó rất là ý nghĩa đấy mọi người. Thực ra là có rất là nhiều người trong cuộc sống họ đóng vai trò là từ những cái giác quan giống như trên khuôn mặt. Có người thì là mũi, có người là miệng, có người là tai, có người là mắt. Và có nhiều người họ nghĩ rằng họ giống như là chân mày, họ là vô dụng trong cái xã hội này, họ là vô dụng trong cái gia đình này, họ là vô dụng trong cái thế này thế kia, và làm cho họ cảm thấy bị chùn bước khi mà nhìn những cái người mà hơn họ có được những cái thành quả to lớn hơn, và họ tự má ơi và họ tự dìm bản thân mình xuống vì những cái suy nghĩ rằng là chân mày là vô tác dụng. Nhưng mà thông qua cái câu chuyện này chúng ta cũng sẽ được hiểu rằng là ai trong xã hội này, chúng ta có mặt trong cái cuộc đời này, chúng ta đều làm được những cái điều to lớn, chẳng qua là chúng ta chưa đặt mình vào một cái môi trường phù hợp với những cái điều mình đang có, và trong những cái thời điểm đó mình không nhận ra được rằng là mình cũng giống như chiếc chân mày. Và khi mọi người thấy không, chân mày không có được, chạy đi là mồ hôi tuôn ra, thì những cái giác quan kia cũng xong xuôi hết. Nên là khi mà chúng ta nhận ra được rằng trong cái xã hội này mỗi người có một cái công việc khác nhau, và mỗi người xuất thân từ một cái nơi khác nhau, nhưng mọi chung quy rằng là chúng ta đều đang nỗ lực trong cuộc sống. Thử hỏi rằng là những cái người mà họ làm lao công ở ngoài đường, hay là những cái người mà họ làm vã xe, có nhiều người họ nhìn và họ khinh thường, nhưng mà giả sử một ngày đó ông có tài vài tỷ nhưng mà ông đi giữa 12 giờ ông bị hết xăng, hay là xe ông bị lổ lốp, không có những cái con người đó thì làm sao mà có một cái phương tiện để ông có thể đi về với gia đình của ông, đúng không mọi người? Hay là không có những cái cô chú lao công thì làm sao con đường nó có thể sạch sẽ được? Cho nên là mỗi một người họ ở trong một cái môi trường làm việc khác nhau, họ đều xứng đáng để mà chúng ta nhìn nhận một cái năng lực và một cái sự tích cực. Hy vọng rằng trong cuộc sống ai cũng vậy thôi. Có thể là mọi người chúng ta nhìn lên những cái người mà họ thành công hơn mình, họ đang ở vị trí cao hơn mình, và mọi người lại đang nhìn nhận bản thân mình là một cái người yếu kém. Nhưng nếu như mà chúng ta nhìn xa hơn thì chúng ta sẽ đều thấy được rằng là cuộc sống nó đều là những cái quy luật bù trừ. Khi mà bạn nhìn thấy một cái người nào đó đi đôi giày rất là đẹp thì mọi người lại suy nghĩ rằng là ôi không biết bao giờ mình mới có được đôi giày đó, mình ao ước. Nhưng mà khi mà bạn nhìn một cái người mà họ không có chân để đi thì mọi người lại quý cái đôi dép mình đang đi.
Nên là Hùng hy vọng rằng là những cái câu chuyện này nó có thể truyền lại cho mọi người những cái thông điệp của cuộc sống. Chúng ta cứ sống làm sao mà tâm cảm thấy hoan hỷ, vui vẻ, là cái điều đó là nó là cái điều tích cực rồi. Và ai trong xã hội này, chúng ta có mặt trong cuộc đời này, chúng ta cũng đều có thể tạo nên được những cái điều nó vĩ đại. Điều quan trọng nhất là bạn có ước mơ và bạn dám làm cái điều đó bằng cái sự nỗ lực của mình hay không. Ok, đây, đấy là cái... Cái gì vậy mà? Cái gì vậy mọi người? Sao đây lại dính băng keo là như mình đang kiểu giọt nước mắt Ôi chết cha, là sao bị rách ra rồi? Nãy lục mạnh lắm rồi. Đâu đây? Để tôi cho mọi người xem. Cái này là băng... À đây này, lột này ra. Cái này chạy bằng pin à? Tốt pin rồi sao? Từ này. Tìm xem cái xong có cái cục pin không? Cái nó mới vừa chảy ra rồi. Đó. Đó. Lấy đi, để ta gắn. Chán vô cái shop này. Đây ra. Đây ra. Nó nhỏ này. Ôi sao bị gãy rồi? Gãy cái kim rồi này. Lấy ra đây đi. Ngay chân mày đó. Ông nội nè. Đây cái con này nó lười thật đó. Cục pin này ở chân không chịu lấy. Rồi đây là một cái bức tranh. Cái gì đây? Mỹ Hòa FC báo Việt Nam thân tặng. Rồi xin được cảm ơn bạn Mỹ Hòa nha. Trần Quang Hùng 3107 hình mi 0708. Ồ. Đúng là một người đẹp trai in lên thì nó đẹp trai thật. Còn con bé này thì nói chung là cũng thản sinh. Tản thôi hả? Hai cũng xinh quá trời. Gắn vào. Đưa đây. Nè. Mày gắn lộn rồi đúng rồi. Kiệt quá, mà gắn cái cục pin mà đập vô cái bức tranh kìa. Rồi. Rồi đây. Ui. Gãy cái kim. Ok mọi người, có quay nha để đình chỉnh mấy giờ rồi đi. 9 giờ rồi hả? Ui nhanh thế. 9 giờ kìa. À nha, 9 giờ. Thôi cần gì vậy? Chỉnh máy đi cho nhanh. Đó. Rồi ok. Đây. Đó. Mọi người thấy có rõ không? Đâu cho coi thử coi. À. Rõ. Đây. Nhưng mà hình ở trong hình gọn hơn mặt ở ngoài. Tại vì nó có dùng cái app. Dùng app của mặt. Rồi. Ai tốn tên là già còn gì nữa. Sao lại nó ba như vậy? Nó lo ăn đi. Rồi, tiếp tục. Không gì. Ủa, có tấm thiệp à? Tấm thiệp nào? À, đây. Ok. Tấm thiệp mà mời xuống bàn. Rồi sáng đưa đêm gió giam. Thì ta ra rồi. Ê, cái này giống như là trong tình nhân cưới á. Tình nhân cưới cái thằng cha mà vô mà đọc. Cho nên cái thiệp của nó thì hầu như cái thiệp nào nó chẳng có trái tim. Không. Thiệp cưới. Cái này thiệp cưới mà. Chúc cưới. Happy. Để tặng anh màu son cỏ dại. Chúc bình yên trên môi bỏ lại. Nước mắt nào cả hai vai mượn về nhà đứa. Gì đó. Happy birthday. Chúc mừng sinh nhật của anh và bé. Hôm nay là một ngày đặc biệt không chỉ riêng em mà còn cả gia đình báo chúng ta. Tuổi mới chúc anh và bé có thật nhiều sức khỏe, luôn vui vẻ, hạnh phúc và bình an. Chúc anh luôn thành công trên con đường mà anh đã chọn. Mệt mỏi quá thì nhìn phía sau gia đình báo vẫn ở đây bên cạnh anh. Anh cứ việc tỏa sáng, còn phía sau luôn có bọn em luôn luôn bên cạnh anh. Thế nên là anh và bé sẽ không bao giờ cô đơn một mình. Em và gia đình báo vẫn mãi bên anh và phía sau ủng hộ. Hy vọng chúng ta sẽ cùng nhau đón sinh nhật. Anh không chỉ năm... Hy vọng chúng ta sẽ cùng nhau đón sinh nhật. Không chỉ năm nay mà còn nhiều năm khác nữa. FC Báo Miền Nam. Rồi xin được cảm ơn các bạn FC Báo Miền Nam đã tặng cho một cái bức tranh rất là cute, phô mai que nha. Rồi tiếp tục. Cô teo quê mẹ. Chọc cài quá má rồi. Cái gì?